là hổ thẹn. À, hồi nãy chúng ta có nêu lên hai cái hổ thẹn vì chính mình và hổ thẹn về Chúa. Khi chúng ta hổ thẹn về chính mình là gì? Là chúng ta tự cảm thấy mình xấu xa, tự cảm thấy mình không xứng đáng. À, đó là chúng ta nghĩ là mình như vậy, tự suy nghĩ. Có thể sự suy nghĩ là sai. Vì nhớ nha, những cái suy nghĩ của con người không phải là đúng hết. Tại vì khi chúng ta ở trong cái hoàn cảnh nào đó, chúng ta nghĩ, chúng ta nghĩ ví dụ như bây giờ à, một cái chuyện nó xảy đến và chúng ta nghĩ tiêu tan hết rồi bữa nay ví dụ như mọi người người ta đối xử với mình giờ họ nói vậy là thôi không còn gì để sống hết đó là cái suy nghĩ trong lúc đó và chúng ta đã sai lầm thật sự ra vài bữa người ta quên mất một tháng sau người ta quên mất thấy chưa thấy không à nhưng mà chúng ta vẫn cứ nghĩ là không thể sống được đó là cái ý nghĩ rất là sai lầm của mình quý vị thấy chưa à có nhiều cái chuyện mà chúng ta nghĩ rằng như vậy là thôi chỉ có chui xuống đất mà sống chứ không còn chỗ nào sống hết nhưng mà không phải như vậy đâu quý vị cái đó là cái suy nghĩ không có đúng à chúng ta đôi khi chúng ta nghĩ mình không xứng đáng là bởi mình so sánh so sánh với người này so sánh với người kia mình thấy có người ta giàu quá người ta giỏi quá người ta đẹp quá tôi ở đây sống làm gì có người ví dụ như bị tai nạn một cô nào đó bị tai nạn bị nguyên cả cái má bên này nguyên cả cái má bên này ha chẳng hạn như thế là bị mất đi dạng một miếng thịt thì ví dụ thế thế thì thôi có gì để sống à quý vị thấy chưa nhưng mà không có phải đôi khi chúng ta nghĩ như vậy nhưng mà chúng ta vẫn có giải pháp chúng ta cho nên nhớ là khổ thẹn về mình, mình tức là chúng ta nghĩ xấu à, chúng ta cảm thấy mình xấu xa cảm thấy mình không xứng đáng hoặc là hoặc là khi chúng ta bị người khác chỉ trích bị người khác chê bai và chúng ta không đủ lý lẽ để mà chiến thắng ví dụ như người ta chê bai người ta nói mình là ví dụ như có một đứa bé nó ăn người ta nói nó nó là ăn cắp tiền bởi vì trong nhà mất tiền và nó nói là nó ăn cấp tiền cho không ăn hết người ta nói như vậy và khi cái lời nói đó nó không thể thắng được và cuối cùng nó đi tự tử vì thấy chưa à tức là khi người ta chỉ trích mình người ta chê bai mình có thể người ta chê bai đúng mà có thể người ta chê bai sai hoặc là có thể người ta chê bai quá đáng à, thay vì cái điều đó chúng ta cũng đáng chỉ trách chứ không phải không nhưng mà nó không phải như vậy vì vậy đó cho nên đó, khi chúng ta không đủ lý lẽ để chiến thắng thì thường là chúng ta xấu hổ rồi bây giờ chúng ta định nghĩa về cái sự hổ thẹn về người khác hổ thẹn về người khác có nghĩa là chúng ta thấy một người nào đó quá xấu xa quá thấp hèn à, chúng ta thấy như vậy chúng ta nghĩ như vậy ví dụ như bây giờ mình nghĩ mẹ của mình um, nghèo quá đi hay là mẹ của mình bả buôn cánh bấn bưng ở ngoài chợ hay là bả bắn cá bả gây lộn với ai đó hôm qua ví dụ như vậy đi à mình nghĩ như vậy mà thấy thấp hèn quá xấu hổ quá không còn nhận không muốn nhận bả nữa hay là tự nhiên bả nay bả có một cái việc gì đó à, lỡ bả làm một cái việc gì đó vân 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 và chúng ta xấu hổ đấy là khi chúng ta nghĩ hoặc là chúng ta À, cảm thấy người đó xấu xa cảm thấy người đó thấp hèn hoặc là khi chúng ta bị người khác người khác chê bai về người đó ví dụ như mình mình là có người thân đó nhưng mà người ta chê quá đi người ta lên án quá đi bên này ta đưa lên facebook người ta nói người ta đưa lên báo chí người ta nói đưa lên đài phát thanh người ta nói không còn gì hết ha ví dụ như bây giờ có những cái chuyện bây giờ ngày hôm nay thì rất là quý vị thấy cái chuyện nhỏ có thể nó thành lớn ha còn có một ông đó vô cầu thang thì chỉ ôm một đứa bé hả ông chỉ ôm đứa bé ông nựng ngày xưa không có chuyện gì hết nhưng mà bây giờ nó trở thành cái chuyện rất là lớn người ta đưa ra tòa vang, 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 và bị đủ thứ vì thế giờ khi người ta chê bai khi người ta lên án và chúng ta xấu hổ cho đến nỗi chúng ta chối bỏ hoặc là chúng ta không muốn liên hệ với người đó ha chúng ta chối bỏ người đó chúng ta không muốn có nhiều người đã từ nha từ không có nhận người đó là mẹ là cha là anh là em không muốn đứng với người đó là tức là chúng ta nghĩ chúng ta khi bị người khác tấn công và chúng ta đôi khi không muốn liên hệ nữa đó là cái sự hổ thẹn về một người khác nhưng mà thường quý vị á quý vị sẽ thấy rằng có khi chúng ta nghĩ sai rất là nhiều ở chỗ này và thậm chí quý vị có thể nhìn vào vấn đề mà người ta hổ thẹn về chúa để chúng ta thấy người ta sai chúa là đấng tốt lành nhưng ngày hôm nay cũng vẫn rất có nhiều người hổ thẹn thấy chứ bằng chứng cái sự hổ thẹn đó là họ không nói về chúa họ không có thể sinh ra là họ là tín đồ hay là môn đồ của Chúa có nhiều người ở trong lý lịch hay là có nhiều người ở trong chứng minh nhân dân của họ hồi ở trong những cái ngày ở Việt Nam có nhiều người khai khi họ khai họ không có dám để họ là tin lành đâu đó là hổ thẹn rồi quý vị thấy chưa à, à, chúng ta vì cái sự tấn công vì cái không có thuận lợi cái người mà chúng ta đi theo đó không có thuận lợi hoặc là có ai để chỉ trích và bắt đầu mình hùa theo nữa chúng giống như ông Führer khi người ta bắt chúa rồi thì ông cũng hùa theo ông nói luôn ông phỉ bán luôn chúa đó là cái sự hổ thẹn bị chúa đó quý vị thấy chưa à cho nên á ở đây chúng ta khi chúng ta hổ thẹn người khác và đặc biệt đối với chúa đó quý vị thấy rằng yeah. con người con người ngày ngày hôm nay có rất nhiều người đã có những cái suy nghĩ sai lầm về chúa mặc dầu chúa là đấng giàu có đúng không chúa là đấng quyền uy chúa là đấng yêu thương chúa là đấng tốt lành nhưng mà cũng có rất nhiều người Ngày xưa các môn đồ của Chúa Trong cái thời của Chúa có nhiều người bỏ Chúa lui đi Và Chúa cũng hỏi mấy môn đồ rằng là Còn các ngươi có muốn lui đi không Quý vị thấy chưa Họ lui đi là bởi vì họ hổ thẹn à, à, Cho nên khi chúng ta hổ thẹn về Chúa Có thể là vì chúng ta không hiểu rõ về Chúa Vậy. Có thể là vì chúng ta chúng ta ích kỷ Chúng ta sợ cái điều mà Chúa đó có ảnh hưởng đến mình Chẳng hạn như ngày xưa Chúa Giêsu đi giảng đạo chỗ nào đó là người ta đi theo bắt bớ hết và đến nỗi có cái ông người mù đó ông được chữa lành nhưng mà khi người ta hỏi ba của của ông ta là có phải ông Chúa Giêsu ông Giêsu đó là chữa lành cho con anh trai không không ông đó đúng là ông phải vui vẻ đó ông đứng ra ông phải mạnh dạng đó ô tôi vui mừng lắm tôi đã được con tôi đã được Chúa Giêsu chữa lành ông không nói gì đó ông nói sao ông nói con tôi nó lớn rồi hỏi nói cho tôi không biết gì hết á quý vị thấy chưa và rất rất là nhiều người như thế, những người chịu ơn, những người họ hiểu rõ về Chúa nữa nhưng họ vẫn có thẹn. Vì sao? Bởi ừ. vì họ ở trong cái hoàn cảnh không thuận lợi, bởi vì người ta chống Chúa nhiều quá. Bởi vì người ta bắt bớ đạo Chúa, như tôi nói quý vị, trong lịch sử, người ta đã chê ba, người ta đã chống và có nhiều. Suốt trong khoảng 10 cái đời của hoàng đế là quý vị tưởng tượng nó dài bao nhiêu, của hoàng đế của La Mã. Tất cả đều đã bắt bớ đạo của Chúa. Ha? Quý vị kinh khủng không? người ta bắt bớ mà người ta hành gọi là hành quyết những người theo Chúa chứ không có phải chỉ đó là gây khó khăn như bây giờ chỉ là lý lịch hoặc là, là tương lai của mình không có không có được thuận lợi không phải đâu cho nên đó đó là cái sự hổ thẹn về Chúa hổ thẹn về người khác bây giờ chúng ta trả lời cái câu hỏi là tại sao mà chúng ta không nên hổ thẹn về chính bản thân mình và chúng ta không nên hổ thẹn về Chúa đấy câu trả lời là sao thứ nhất À, ông uh, ông nói thế nào tôi biết đắng tôi đang tin ha à, tôi biết đắng tôi đang tin như trong timothy à, timothy thế gì đoạn một đó tôi biết tôi tin đắng nào ông nói như thế ông nói một cái câu rất là tự tin tôi biết tôi tin đắng nào và chắc rằng đắng ấy sẽ gìn giữ điều tôi đã phó thác cho đến ngày đó à, ông follow nói timothy thứ gì đoạn 1 câu thứ 12 thưa quý vị ông nói đó là lý do mà ông chịu khổ và ông không bao giờ hổ thẹn Ấy lại là vì kết mà ta chịu khổ Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn Rõ ràng là ông phô bị, bị khổ Bị tù phải không chứ không phải là thuận lợi Ngày hôm nay quý vị hầu vị chúa Tôi hầu vị chúa cũng không không gặp những cái khó khăn quá như vậy Có nhưng mà rất là ít Còn á, ngày xưa ông phô đó Chúa Giêsu rồi tới ông phô Quý vị thấy rằng là các môn đồ của chúa Bị bắt bớ đủ thứ hết Bị đánh, bị đập, bị xiền, bị tra tấn ha? Vâng vâng Như vậy thì thưa với quý vị nhưng mà ông nói rằng ông không hối thẹn Bởi vì sao? Bởi vì ông biết ông tin đang nào Như vậy thì chúng ta không nên hối thẹn Bởi vì chúng ta biết Chúa Nếu người nào hối thẹn Có nghĩa là người đó không biết về Chúa Tôi xin thưa quý vị Nếu chúng ta còn xấu hổ về Chúa Là chúng ta không biết về Chúa Nếu chúng ta còn xấu hổ Ngã quỵ Và đến nỗi chúng ta không trỗi dậy Nếu chúng ta gặp một chuyện gì đó sơ sơ Chúng ta đi tự tử Tức là chúng ta không biết gì về Chúa hết Ông Judas Kerot đã không biết về Chúa cho nên ông mới đi tự tử, đúng không? Nếu ông hiểu rằng Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho ông, ông Phêrô cũng có tội y như vậy thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã tha thứ và chẳng những tha thứ mà Ngài còn dùng ông Phi-rơ để rao giảng lời của Chúa ở trong à ở ngày lễ ngũ tuần và đã 3.000 người đã tin nhận Chúa. Quý vị thấy chưa? Chúa đã đại dụng ông Phi-rơ. Như vậy thì nếu chúng ta hổ thẹn về Chúa hoặc là hổ thẹn về chính mình là bởi vì chúng ta không biết gì về Chúa hết. Bởi vì Đức Chúa Trời tha thứ, bởi vì Đức Chúa Trời nâng đỡ chúng ta, bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Tôi nói ví dụ như bây giờ, À, nếu có một đứa con nào đó bữa nay tự nhiên cái à, đi à, xe đụng cái cái rồi đi ra tự tử xe đụng quá mới mua chiếc xe ngon lành quá cuối cùng đụng rồi ba mẹ thì rất là tốt ba mẹ nhưng mà nó sợ quá đi cuối cùng đi tự tử mất như vậy thì quý vị nghĩ là nó có hiểu về cha mẹ không cha mẹ sau khi biết rồi đó đau khổ biết chừng nào mà nó là tại sao mà con ngu vậy như vậy con làm cái chuyện như ha tại sao đứa con của tôi nó như vậy tôi đã sẵn sàng mất một chiếc xe đó đâu có chuyện gì đâu phải không có nghĩa là nó không hiểu về cha của nó cho nên nó đã làm như vậy. Và Đức Chúa Trời còn tốt hơn những người cha, tốt hơn những người mẹ trên đời này. Và tại sao chúng ta là ngã quỷ, tại sao chúng ta có thể à, bước vào trong một cái đời sống là xấu hổ và chúng ta qua lưng. Cho nên đó, ở đây nếu chúng ta biết chúng ta tin đắn nào thì chúng ta sẽ không có thể. Chúa là đáng quyền phép, Chúa là đáng yêu thương, Chúa là đáng thanh tiếng, Chúa là đáng công bằng, Chúa là trọng tài của chúng ta và Chúa là đấng phán xét cho không ai hết. Quý vị thấy không? Ví dụ như người ta có chê cười mình đi. mình đâu sao? <laughs> ông Paulo nó có sao hết. Chúa là trọng tài của tôi chứ không phải mấy ông đâu. Mấy ông muốn nói gì nó nói kệ mấy ông, đúng không? Và ông không sao hổ thẹn quý vị thấy chưa? Trong lúc ông ở thù. người ta càng giảng mấy cái ông bên ngoài, mấy cái ông mà theo đạo Chúa đó cũng ra đi ra ngoài cũng rao giảng cũng nói về Chúa nhưng mà mục đích là vì lòng ganh tị. Vì cái tinh thần cãi lẫy à họ muốn rao giảng như vậy để họ ám chỉ và họ lên án ông phô lô như ông nói ông phô có hề gì đâu philip đoạn một có hề gì đâu tôi không có hề gì hết á tôi đã vui đương vui và tôi sẽ còn vui mừng nữa à bởi vì đấng rít được rao giảng mấy người đó không hiểu tôi à, họ họ làm gì làm mà miễn tôi biết chúa rao giảng là tôi vui rồi tôi không có buồn đâu đó là cái lý luận của phô ở trong philip đoạn một bởi vì chúa là trọng tài của phô ông nói rằng không có ai xét tôi hết chúa là đấng dò xét bởi vì thật sự như vậy quý vị. Nếu chúng ta biết điều đó chúng ta sẽ không xấu hổ. Giả như có ai đó nói xấu về mình. Giả chúng ta chung quanh mình có những người. Có những người bạn anh em bạn chăng thật. Nhưng mà cũng có lắm anh em là bạn giả dối. Quý vị nhớ ha. Có những người bạn giả dối của chúng ta. Có những anh em giả dối. Họ không phải là thật với chúng ta đâu. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nhìn vào người đó. Chúng ta cứ gọi là ăn mài cái tiếng khen của họ đó. Thì chúng ta sẽ xấu hổ thôi. Bởi vì họ không có khen mình đâu họ là những người chờ mình để có cơ hội để họ đạp mình xuống mà họ sẽ là đằng sau lưng họ sẽ nói những điều không có tốt về mình chuyện đó là bình thường chúa họ còn nói mà quý vị thấy chưa chúa họ còn chửi mà cũng như là mình mình xấu hơn chúa mình xấu hơn phaolô hết mà mình, mình bị điều đó là bình thường cho nên chúng ta phải biết chúa là trọng tài chúa là đẳng phán xét chúa là đẳng yêu thương chứ chúa không có phải là một hung thần đúng không cho nên đó là lý do mà mình không nên hổ thẹn Ông Phạm Lô nói là, tôi tôi không hổ thẹn vì cái lành bởi vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Thấy chưa? Đạo của Chúa là đạo quyền năng chứ không phải là lý thuyết. Không phải chỉ là cái mớ lý thuyết đó để rồi chúng ta đi ra chúng ta làm chứng người ta tin người ta không tin không. Quý vị đừng có lo, quý vị cứ rao giảng và quý vị cứ sống theo Chúa, quý vị cứ để ý đi những cái người người ta sống xấu đó, người ta gian dối, người ta lường gạt đó, quý vị sẽ để ý đi cứ nhìn hết đi. Những người đó cái, cái cái, cái tương lai của họ không ra chi hết, họ sẽ thất bại. Bởi vì Đức Chúa Trời là đáng quyền pháp Quý vị biết Bởi vì Đức Chúa Trời là đáng phán xét Đức Chúa Trời là trọng tài Quý vị nhớ gì vậy Và chúng ta đừng có lo Giả như có ai đó họ cười mình không sao hết Còn chửi mình không sao cả Mình sẽ được phần thưởng ở trên trời Thấy không À miễn là chúng ta đẹp lòng Chúa là được rồi Cho nên chúng ta đừng vì tất cả một cái điều gì để chúng ta chán nản hết à, Đó là lý do mà chúng ta không có nên hổ thẹn quý vị Bởi vì chúng ta tin vào Chúa Chúng ta tin tưởng vào Chúa Bởi vì ngày hôm nay người ta chưa biết Thì 5 năm, 10 năm nữa họ cũng sẽ biết thôi Tôi đã nhìn thấy 10 năm trôi qua Tôi lâu lâu ghé thăm lại Việt Nam Tôi nhìn thấy những con người mà họ chân thành Họ yêu Chúa, họ trung tín Thì được Chúa Trời ban phước Còn những người mà lường gạt Những người mà gọi là ăn gian, ăn dối Rồi muốn làm điều này, muốn làm điều kia Những cái chuyện xấu đó Sau thời gian mình nhìn vô mình thấy họ thất bại hoàn toàn Đức chứ không ban phước cho họ à Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta đừng có hổ thẹn Ừ. À, nếu ngày hôm nay chúng ta có nghèo thì hãy biết rằng chúng ta không phải nghèo mãi nếu chúng ta giống như một lasera phải ngồi ở ngoài bên cạnh của người nhà giàu để mà ăn từng cái miếng bánh vụn thì hãy biết rằng hãy nhìn xa trong tương lai chúng ta sẽ ở trong lòng của Abraham còn cái người nhà giàu mà ngày hôm nay khinh khi mình đó họ sẽ ở trong cái hồ lửa đau khổ thưa quý vị à, Roma đoạn 1 câu 16 thì ông Phaolô nói đó tôi không hổ thẹn vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời Hồi nãy chúng ta nói là chúng ta không hổ thẹn bởi vì chúng ta biết Chúa. Nếu quý vị biết Chúa thì chúng ta sẽ không hổ thẹn. Và cho nên hãy biết Chúa hay học biết về Chúa đi quý vị. Chúng ta sẽ không hổ thẹn. Cuộc đời này không xấu hổ. À nhưng chúng ta sẽ chỗ dậy người công bình á giàu có ngã bảy lần nữa cũng chỗ dậy. Ông Führer ông đi vào trên biển ông sập té ông không có hổ thẹn. Ông đã xấu hổ quá thôi chắc lần sau tôi không có dám đi với Chúa, không dám hầu với Chúa nữa. Trái lại không phải như thế. Khi mà ông sập xuống, Chúa cứu ông liền. Chúa đỡ ông dậy thôi, quý vị thấy không? Cho nên á Xin Chúa giúp cho tôi và quý vị để chúng ta không hổ thẹn. Rồi, một lý do nữa là vì Chúa không ban cho chúng ta cái tinh thần nhút nhát. Ok, Tiên mô thế thứ nhì, đoạn 1 câu câu 7, câu này tôi tin là nhiều người biết. Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát. Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta gì? Cái tâm thần mạnh mẽ. Vì <laughs> vậy ta. Như vậy thì Chúa không có cho mình cái sự nhút nhát. Người ta hổ thẹn là bởi vì sao? Bởi vì không 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 có cái tự tin, bởi vì nhút nhát. Phải không quý vị? Ví dụ như một cái việc nào đó mình à đôi khi cũng không phải là người ta chỉ trách mình nữa đôi khi không phải là gì cả nhưng mà chúng ta tự nhiên chúng ta mất tự tin chúng ta thấy ánh mắt của họ chúng ta thấy ví dụ ra ngoài quán đó nhiều khi không có ai làm gì mà hết cho mình không có dám cầu nguyện không dám cầu nguyện để ăn trước khi bữa ăn phải không đó cái gì thấy chưa à chúa đâu có bao nhiêu mình cái tâm thần nhút nhát vậy tại sao mà mình nhút nhát vậy À có rất nhiều người vậy tôi thấy ở à, à, ra ngoài quán ăn cái họ có nhiều người tôi có một lần tôi vô ăn có một em đó một người tí đồ nó ngồi ở cái bàn xa xa tôi để ý thử. Khi mà tới cái giờ mà trước khi nó ăn á nó giả bộ nó lấy cái tay nó gãi gãi cái đầu che 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 rồi những cầu nguyện thầm ở đâu ha rồi bắt đầu nó ăn. Tôi cảm thấy thật là buồn à, rõ ràng là nó xấu hổ, quý thế chưa? Tại sao nó không dám mạnh dạng để mà nó là à, cầu nguyện để cảm ơn Chúa có ai bắt bớ đâu thật sự ra ở Việt Nam à, một lần nữa tôi cũng qua, vào quán ăn tôi vào quán ăn thì khi tôi vào quán ăn đó tôi thấy có một em em này nó vào nó làm thầy giáo thánh giá xong rồi nó ngồi nó ăn wow tôi vui lắm tôi tới ngồi ngay cái bàn của nó và tôi nói chuyện với nó tôi khích lệ nó và tôi nói rằng rất là vui và tôi tôi cũng giới thiệu cho nó tôi là một sư tôi rất là vui khi nhìn thấy em em đã cầu nguyện trước cái bữa ăn như vậy em đã làm giáo thánh giá đã một người công giáo à, cái cách của họ để mà họ cảm ơn Chúa như vậy thì thưa với quý vị Ngày hôm nay tôi và quý vị đó Chúng ta có dám xưng danh của Chúa ra không Chúa không có ban cho mình cái sự nhút nhát à, Nhiều khi chúng ta nhút nhát đến nỗi là chúng ta không không ai làm gì mình hết Nhưng mà chúng ta không bao giờ dám nói gì về Chúa hết à, Chưa nói gì có người người ta cười Có người ta nói thôi theo chi cái đạo đó Bỏ ông bỏ bà, bà thay cho cái đạo đó Giống như cô Lan hồi nãy nói Có người nói cái đạo đó hội dụ mà theo chi Một câu nói của họ thay vì đó là cái cơ hội Để cho chúng ta có thể bày tỏ về Chúa Thì chúng ta sợ mất Đúng không? À, có một cái bà tin, bà cái bà tin chúa bả đi chúa rồi thì à à mở đầu bả đi nhóm một lần sau đó chúng tôi mời nữa mà không đi tôi hỏi sao vậy bả không nói bả không có vậy tôi bận quá nhưng mà cuối cùng hỏi thật thì bả nó bả nó thật bả nó có cái ông cái ông tổ trưởng rồi ông hỏi tôi rồi tôi hỏi rồi tôi hỏi ông hỏi rồi ông, ông, ông có nói gì không ông nói, ông nói không bả không bả nó không bà, ông chỉ hỏi ủa chứ nghe nó bà đi theo tin lành phải không thì bả sợ quá tới cái câu hỏi đó thôi tôi nói ủa chứ ông có nói gì đâu ông chỉ hỏi bà thôi mà <laughs> tại sao bà sợ và cũng có không ai làm gì bà tại sao bà không mạnh mẽ lên thấy không quý vị thấy chưa và cái sự nhút nhát đó không phải là chúa cho mình cho nên quý vị đã theo chúa chúng ta không có nhút nhát quý vị đừng có sợ những cái điều không đáng để mà sợ và chúng ta thấy rằng đức chúa trời ban cho mình cái gì cái tâm thần cái tinh thần mạnh mẽ đấy ha đức chúa trời ban cho mình cái tinh thần mạnh mẽ quý vị nhớ đó cái sự giản dị cái sự mạnh mẽ khi ông phi là kinh thánh nói là một ông dốt nát kinh thánh nói dùng cái chữ ông phi là người dốt nát thật sự ông không có phải dốt như là cái người không biết gì hết đâu nhưng mà đối với những người thời đó thì ông không phải có học gì cả chỉ là một người ngư phủ một đánh cá à, ở quê tầm thường có lẽ học như mình mình nghĩ chắc là học lớp 2, lớp 3 gì đó thôi phải không nhưng quý vị thấy ông Führer dạng gì khi mà Chúa thăm viếng ông thì đến nỗi người ta thấy cái sự dạng dĩ của ông Führer và những cái câu nói của Führer không thể tưởng được. Ông Führer ông nói với ông xem thử coi. Chúng tôi đang nghe lời các ông hay là nghe lời Chúa <laughs> Ông đọc một câu hỏi như vậy Rồi quý vị thấy chưa Và ông giảng dĩ mạnh mẽ Sau khi mà bị đánh Bị răng cắm Không cho giảng đạo Ông vẫn mạnh mẽ đi ra giảng đạo Quý vị thấy chưa Đức Chúa Trời ban cho mình sự mạnh mẽ Ngày xưa các, các hội thánh của Chúa Trong cái thời mà bị bắt bớ đó Họ càng bị bắt bớ đó Ở trong công một cái sứ đồ đoạn 8 Khi nói rằng Trừ ra các sứ đồ Tất cả các tín đồ đều bị bắt bớ hết và họ sống tản lạc hết cho họ không có được ở như mình ngon lành nữa giờ ở một chỗ đàng hoàng đâu nhưng mà kinh thánh thế nào khi họ tản lạc đó thì họ đi từ nơi này đến kia truyền giảng đạo của chúa cho họ không có sợ thay vì bị bắt bớ như vậy họ sợ đằng này không họ mạnh mẽ và họ truyền giảng đạo của chúa cho nên xin chúa giúp cho tôi và quý vị để chúng ta mạnh mẽ đức chúa trời không ban cho mình cái tinh thần nhút nhát đâu cho nên đừng nhút nhát quý vị nếu có một điều gì đó nói với mình rằng là ô mình xấu hổ lắm đừng có đừng có xấu hổ đừng có chán nản, đừng có bỏ cuộc. À, à, rồi gì nữa? Chúng ta nếu mà chúng ta hổ thẹn vì Chúa, thì Chúa sẽ hổ thẹn vì chúng ta. Wow, đây là một điều mà mình phải suy nghĩ đến cái việc. Đây là lời Chúa. Đó. Lời của Chúa nói nếu ai hổ thẹn về Ta và lời của Ta, lời của Chúa Giêsu công bố, thì Chúa, Ngài là Con người đó, Ngài sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự trong Vinh hiển của mình, của Cha và của Thiên sứ Thánh mà đến khi Chúa hiện đến với Thiên Sứ Thánh, Chúa sẽ hổ thẹn về chúng ta. Có nghĩa là gì? Chúa không nhận mình. Ngày hôm nay mình không nhận Chúa, Chúa không nhận mình. Mình không có xưng Chúa ra, Chúa cũng sẽ không có đập tên mình, không cho mình visa để mình vào nước trời đâu. Vì vậy cho nên, Chúa muốn tôi và quý vị phải rao giảng về Chúa. Cho nên nếu mà chúng ta hổ thẹn, ngày hôm nay chúng ta hổ thẹn nếu quý vị không nói gì về Chúa hết. Một năm rồi không nói gì về Chúa hết. Như vậy là chúng ta hổ thẹn rồi quý vị. Phải không? À, Mười năm rồi có nhiều người 10 năm rồi không có nói gì về Chúa hết à đó là chúng ta hổ thẹn cho nên xin Chúa giúp chúng ta và quý vị để chúng ta đừng hổ thẹn nữa quý vị nếu chúng ta hổ thẹn thì Chúa cũng sẽ hổ thẹn về chúng ta à